Anh Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng hổi cập nhật liên tục trên Mới Mỗi Ngày. Chương trình hôm nay của chúng ta sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Sau nhiều lời chê bai về tạo hình và khả năng diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba đã bắt đầu có thêm những nhận xét tích cực trong những tập mới phát sóng của Trường Ca Hành. Với vai Lý Trường Ca, nữ diễn viên đã thể hiện được sự mạnh mẽ và cứng cỏi khi cải trang thành một đấng nam nhi. Thế nhưng khi trở về với con người thật, cô vẫn khiến dân tình chao đảo vì nhan sắc quá xuất thần. Mặc những lời chê bai về việc không phù hợp với thể loại cổ trang, Địch Lệ Nhiệt Ba dần thể hiện được sự cố gắng của bản thân mình qua tạo hình dị vực và gần nhất. Trong bộ trang phục đơn giản của một tù nhân với chiếc băng đô quanh trán, nhan sắc và thần thái của cô tiếp tục đập tan mọi thị phi xung quanh. Nhiều người cũng ngất ngây trước nhan sắc xuất thần của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Trường Ca Hành. Các fan đều đồng tình rằng đây chính là nữ tù nhân xinh yêu nhất, cũng công nhận visual của nữ diễn viên đã ngọt ngào hơn lúc đầu phim. Trước khi ra mắt, Trường Ca Hành nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của khán giả, bởi lẽ dàn diễn viên của bộ phim này là những cái tên vô cùng nổi tiếng. Bên cạnh đó, đây là dự án cổ trang được đầu tư rất lớn, tập trung khai thác về cuộc đời của nữ chính, lại được chuyển thể từ truyện tranh có rất đông fan nguyên tác. Thế nhưng mong đợi nhiều bao nhiêu thì đến khi phát sóng lại gây thất vọng ê chề bấy nhiêu. Trường Ca Hành khiến người xem hụt hẫng hoàn toàn. Khác với nhiều bộ phim khác, Trường Ca Hành sở hữu lượng người xem nhất định đến từ dàn fan hâm mộ của 4 diễn viên chính. Dù vậy đi chăng nữa thì như thế nào cũng không đủ gánh view cho cả bộ phim. Suốt 15 ngày phát sóng vừa qua, Trường Ca Hành còn chưa đạt nổi cột mốc 1 tỷ lượt xem. Một thành tích thảm hại, thất bại ê chề với một bom tấn cổ trang được đầu tư lớn. Nhìn vào kết quả này, có thể kết luận ngay một điều rằng Trường Ca Hành từ bom tấn biến thành bom xịt. Tuy nhiên, dựa trên số liệu thống kê, Trường Ca Hành vẫn là một bộ phim hot nhất ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng điều đáng nói chính là nhân tố được kỳ vọng nhiều nhất để kéo rating cho bộ phim là nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba lại thành người có tỷ lệ góp sức nóng cho bộ phim thấp nhất. Tỷ lệ hot mà nữ mỹ nhân Tân Cương mang lại chỉ là 28%, trong khi người có công lớn nhất là nữ thứ Triệu Lộ Tư với tỷ lệ đóng góp lên đến 33%, còn nam chính Ngô Lỗi thì chiếm tỷ lệ 31%. Thống kê này khiến người xem vô cùng bất ngờ và để lại nhiều bình luận như sau. Trường Ca Hành là người tình kim cương phiên bản 2.0 à, nữ phụ áp đảo nữ chính, nhưng ít ra người tình kim cương tạo được tiếng vang, còn Trường Ca Hành thì không. Triệu Lộ Tư trực tiếp đè bẹp Địch Lệ Nhiệt Ba về độ hot. Trường Ca Hành, bộ phim đáng quên của Nhiệt Ba và fan. Phim flop nên dạo này fan nhà Nhiệt Ba toàn chơi bài đổ thừa cho người khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy những thông tin này hữu ích, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng Mới Mỗi Ngày. Anh Ngọc xin kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.